Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Thôi được rồi, anh xin phép tụi em. Về đi, về. 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 À, điện thoại hả, điện thoại hả? Trời ơi. Để anh lại quay vô, để anh quay vô. Để anh quay vô, để anh chụp cho, đưa máy vô chụp cho. Ok, ok. Ok, đưa máy vô chụp, đưa máy vô chụp. Ok, đưa chú chụp con. Ok, chụp đây. Trời ơi, đập trúng rồi. Anh Lâm ơi. Ê, anh Lâm ơi. Ê, anh Lâm ơi. Cái gì vậy? Đủ được. Anh mở cái này là cái gì vậy thầy? Cái này là may mắn hạnh phúc. Dạ, cái này là nếu mà mình ăn cắp trong chùa. Ăn cắp trong chùa thì nó có may mắn hạnh phúc không thầy? Ý chết rồi, thầy ơi, con xin trả lại thầy ơi. Sơ hở là trên, sơ hở là trên. Rửa rửa kia. Tôi làm chứng, tôi thấy hở, hở tay đúng không? Hai đứa tôi sợ nó. Nó lên rồi. Bây giờ rớt lên mình lụm mày đưa đi cách ăn là không có được. Nên tụi tôi cho nên chúng tôi chấp nhận tụi tôi ăn cái vừa. Đâu? Ôi, con. Dừng lại. Được mình ghép đây. Mình ghép gì? Chương trình kêu tôi tới đây để lấy mình ghép. Ủa, anh được cái gì mà anh lại lấy của tôi? Cha, cha, hồi nãy đi qua không thấy cái đường, sao bây giờ có cái đường ở đây? Wow, 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 wow. Lê Dương, Bảo Lâm. Trời ơi, thầy, sao cho con cơ hội làm gì mà tước cướp đi cơ hội của con à? Lê Dương, Bảo Lâm, loại. Tụi em ở đâu tới đây? Anh bây giờ đã nương nhờ cửa Phật rồi. Thôi tụi em đi về đi. Anh không phải là Bảo Lâm nữa. Anh là Diệu Lâm. Ở đây trước cổng chùa đừng la nữa, ảnh hưởng tới sự tu tập của anh. Về đi tụi em. Chụp một tấm hình, đưa một cái điện thoại Android cho nhau. Xin chào mọi người, tôi là Diệu Lâm và hiện tại tôi đang ở trong chùa để tu tập.
nhưng các em quá là yêu thương và quý mến tôi. Và đây là những gương mặt đau em ơi, những gương mặt yêu thương quý mến tôi. Thôi được rồi, anh xin phép tụi em. Về đi, về. 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 À, điện thoại á, điện thoại á. Trời ơi. Để anh lại quay vô, để anh quay vô. Để anh quay vô, để anh chụp cho, đưa máy vô chụp cho. Ok, ok. Ok, đưa máy vô chụp, đưa máy vô chụp. Ok, đưa cho chú chụp con. Ok, chụp con. Anh tìm được gì không vậy anh? Em ơi. Nè. Ủa gì vậy? Ủa? Rồi hồi nữa sao biết anh trả lại? Ủa? Vậy có bị kỳ quá không? Kỳ nha. Anh mà sao mà ăn cắp người ta? Trời ơi. Thôi mình ơi. Vô chùa mình đứng trước chùa mà ăn cắp là chết rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Anh tôi. Rồi, cảm ơn em. Thử thách ạ. Với thử thách này, những người chơi nhắm một mắt, búng nắp chai rơi xuống, búng được 4 lần, trúng 2 lần là sẽ thắng. Bắt đầu ạ. Bạn đã phạm luật. Thua cuộc từ đầu đến cuối, từ đầu đến giờ mọi người đều bảo là cái con này nó không được một cái nước non gì cả, nó chỉ làm phiền cho mọi người thôi. Cho em làm lại. Chị Ban ơi. Mọi người hãy cho em giải mãi, không ai nhìn thấy, xung quanh đây không có ai. Chúng tôi không chấp nhận ạ. Xin mời bạn giao lại mảnh ghép. Trời alo các bạn ơi, nghe Bích Phương ơi, nghe Bích Phương nói đi, Bích Phương nói đi. Thôi tôi bị loại rồi. Nghe đã. Ấy ở đây là gì nè? Có cái đường. Em mở nha. Giấy. Thật kỳ nước hết chứ. Hay lắm mà. Cả nhà thực hiện gì ạ? Với thử thách này, bạn sẽ dùng cái dùi đánh vào trống để cho kẹo bay lên và hứng được bằng miệng. Nếu như hứng được 5 cái trong vòng 2 phút thì sẽ thành công. Làm sao mà mình có thể vô hứng bằng miệng đây? Mình sẽ ráng thực hiện thử thách. 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, khó đó mọi người ơi.
Tại sao cái thử thách khó như vậy? Xin mời bạn giao lại mảnh ghép. Chị là thực hiện được là lấy cái mảnh ghép của em đó đúng không? Thấy chưa Hoa ơi, chị đã nói rồi, chị xui lắm không nghe. Ở đâu vậy? Coach. Ủa có nhanh quá hay không? Người ta thì nói ở hiền gặp lành vua, chào sư thầy, cái tự nhiên vô cái đường luôn nè. Trời ơi, ủa? Trời ơi, Lâm đi đây. Ủa tối rồi hả? Mình ơi. À, ủa hên vậy? Vừa chào sư thầy cái luôn đó. Nè mấy thầy đang đứng nha. Thầy. Chào sư. Dạ, chào sư. Hello mọi người. Trong đó có cái thùng nào không? Không có hả? Ừ có không? Ừ kiếm địa chỉ anh nha. Cảm ơn nha. Không, không phải cái thùng đó. Ý là có cái rương nào không? Có rương chương trình set up á. Tự nhiên lấy cái thùng đưa luôn vậy trời ơi. Ủa sao tôi chưa tìm được cái thử thách nào hết vậy? Mọi người thấy cái trạm nào gần đây không? Ủa hướng nào mọi người? Isaac đã bị hủy diệt rồi. Xin mời quay lại chỗ tập trung. Tôi chưa kịp chơi mà, cho tôi lên hình một cái rồi đã hủy diệt cho. Ơi, con được chọn một cái rừng hủy diệt thì mình có nên hợp là hủy diệt ai không chú? Đợi chú chú với Phúc đặng chuyển qua cảnh số 12. Anh để anh Phúc ơi anh đang ở bên gần cái cổng này. Phúc ơi, có một cái rương mà cái rương này rương được gọi về loại ai? Lâm hay là Isaac? Lâm hay Isaac? Tại vì bà Bích Phương thiện gái. Lội lên Dương Bảo Lâm đi anh, thẳng tay giùm em đi. Ok. Ủa sao mọi người loại Dương Lâm nhóm em mà em lại nghe thấy hết vậy trời? Chập kênh rồi. Lội lên Dương Bảo Lâm đi anh, thẳng tay giùm em đi. Ok. Em mà em lại nghe thấy hết vậy trời. Ủa? Đưa cái miếng đó cho tôi, hình như tôi nói lội, hình như tôi nói lội mình đó. Tôi nghe là như là lội Lâm á. Thôi vậy. Đúng rồi. Ừ, nghe hãy lấy hết đi mình ơi. Thôi không được mà, lúc đầu chia cho miếng không chứ không lấy được đâu, cái miếng này ok được. Được không? Được, được. Đứa nào nói vậy? Chạy đi bây giờ, cứ chạy đi đó rồi. Chạy ra. Chạy đi, kiếm chỗ chơi đi. Rồi. Ai dắt nha. Ok. Tiểu Vi sẽ quyết định chọn loại anh ai dắt. Tôi chưa kịp chơi mà, cho tôi lên hình một cái đi rồi hãy hủy diệt được không? Anh chưa kịp chơi gì hết trơn là bị hủy diệt rồi. Quá thất vọng. Tại sao lúc nào em cũng nói là em rất yêu quý anh mà chưa gì hết em nói lỗi? Tại vì em ghen tị, em sợ anh đẹp hơn em. Lên hình. Làm sao mà anh đẹp hơn em được? Lên hình anh đẹp hơn em. Thôi, anh xin trao lại mảnh ghép của anh cho em. Chúc mừng em. Yeah. Thực hiện thử thách nha mọi người. Trong vòng 2 phút lật được 3 chai nước thì sẽ thành công và tiếp tục ở lại cuộc đua. 1 Chúc mừng Tăng Phúc đã thành công và tiếp tục ở lại với cuộc đua. Đây rồi. Trời ơi, trên cây. Trời ơi, chơi thử thách chắc là rụng tim luôn á. Trời ơi. Trời ơi, lại một tờ giấy nữa. Hồi hộp quá. Cái gì vậy trời?
Trong thời gian 1 phút, nhắm mắt đập được cái niêu có mảnh ghép thì sẽ thành công. Ai vậy? Ai vậy? Đào Thanh! Ủa, đừng hỗ trợ không mọi người? Ai đấy? Ai đấy? Ủa, em nè. Hả? Bé An, bé An nè. Ủa, là em mới đẩy anh hả? Đâu có, không phải em. Quay trái chút nữa anh, quay trái chút nữa. Rồi. Được chưa? Go! Bé chơi! Bé chơi! Rồi, đập trúng rồi! Anh Lâm ơi! Ê! Cái gì vậy? Đủ nợ. Anh mở ra anh xin. Cho tôi xin thêm mảnh ghép đi ạ! Wow! Mảnh ghép xương máu đấy, hai được. Ủa? Trời ơi, bất ngờ ghê. Bây giờ á, chạy xúc một hồi hộp rồi mà nếu như mà mở ra mà bị trừng phạt, bị thua là coi như là gãy ngang luôn. Cho nên là cũng phải suy nghĩ coi là có nên mở không. Nghĩ là phải liều luôn đi chứ bây giờ không còn một cách nào nữa rồi. Mảnh ghép hay là thử thách? Trong thời gian 3 phút, nếu bắn trúng 3 viên bi thì sẽ thành công. Nếu thất bại thì phải để lại mảnh ghép. Alo, alo, anh Khoa ơi. Anh Khoa ơi, alo. Bây giờ em đang thực hiện cái thử thách bắn bi rồi. Anh có một cái kinh nghiệm gì anh muốn truyền lại cho em không? Đừng bắn nhanh, bắn chậm thôi, đừng bắn nhanh. Đừng bắn nhanh hả anh? Ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ok, 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 let's go. Bắn sao em? Bắn vậy thôi đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Bây giờ ở đây mình chờ, nếu đi ghiếp mà bị gọi là bị loại là mình sẽ lấy được cái miếng đi ghiếp. Cái gì vậy? Là cái này là hư tuổi thơ rồi, tuổi thơ tới đây không có, không có. À, ok chưa? Ok chưa? Cái gì vậy? Phải bắn hết 3 viên bi đúng không chị? Còn sống không vậy? Anh còn ở đâu, ở đâu? Em bắn bi thua rồi. Chúa con than hả? Đúng vậy, em bắn bi thua rồi. Em mất rồi, em mất mảnh ghép rồi. Trời ơi, vậy còn có mình anh á hả? Đúng rồi, trời ơi, anh phải cố gắng nha anh ơi. Cứu em đi chị Ngân đi. Chúc người chơi còn lại may mắn ạ.
trời. Biết nãy này nhường Tiểu Vi được rồi ha. Nhưng mà thôi cũng nguy hiểm lắm, tại vì nhiều khi Tiểu Vi giữ một lúc hai mảnh ghép rồi Tiểu Vi bị loại thì tội đó. Alo, con thực hiện thử thách chú ơi. Ở đằng đây có GoPro. À, là có cái rương với mọi người. Thực hiện thử thách chết rồi mọi người. Cuối cùng thì cũng không trốn khỏi thử thách của chương trình. Trời ơi, con gái tôi giỏi quá. Gái ơi, I love you con. Là người nào thực hiện được là lấy cái mảnh ghép của em đó đúng không? Thấy chưa, Hoa ơi, chị đã nói rồi, chị xui lắm. Khó nha, khó nha. Trời ơi! Tân Phúc bị loại, xin mời bạn quay về chỗ tập trung. Sao rồi? Sao không lấy được? Quên, không phải đợi em. Sao mọi người ngồi đây? Thua chứ sao nữa? Thử thách khó quá hay sao? Thôi ấy về, thấy bao trống rỗng rồi. Anh, ngay chỗ góc. Ngay chỗ góc cầu thang ở trên này. Anh. Sao em không lên? Em mới vừa lên em hủy diệt rồi, em hủy diệt anh Isaac. Nhưng mà nếu mà cái đấy đã hủy diệt rồi thì không thể nào người ta sẽ để lại cái mảnh hủy diệt đấy đâu. Hồi nãy em mới vừa coi lại. Tại vì nó là cái rương em tưởng là người ta bỏ vô nhưng mà người ta không có thay đổi chỗ đó. Hồi nãy cái chị kia còn đứng ở đó. Góc giữa kia hả? Em thề luôn, có một cái rương ở trên kia. Nhưng là mà hủy diệt. Hủy diệt cũng hay lại thử thách anh mệt lắm rồi. Bây giờ anh lên cái kia đi là hủy diệt á. Không thiệt mà. Anh tin gì hết trơn. Nếu như mà anh có anh lên trên kia anh bóp trúng thẻ thì anh nhớ hủy diệt giùm anh Lê Dương Bảo Lâm giùm em. Tại vì anh cầm nhiều thẻ. Ví dụ như anh hủy diệt ảnh thì anh sẽ có vàng của hai tấm nữa nha. Kêu mình lên hủy diệt hoài vậy ta. Lên đi. Thì anh bóp trúng hủy diệt xong hủy diệt anh Lê Dương Bảo Lâm giùm em nha. Trong chùa mà, mình cứ sống bằng lòng tin đi. Tới với chương trình bằng cái sự chân thành mà. Cầm cái này là toát mồ hôi hai lần thử thách rồi đó. Trời ơi, hủy diệt các bác ơi. Trời ơi, hủy diệt. Xin mời bạn chọn thành viên để hủy diệt. Tính ra cái này cũng ác thật đấy. Bây giờ là nếu mà đội anh Lâm này còn đúng một người này, mà bây giờ hủy diệt anh Lâm ấy thì coi như đội ấy thua luôn. Mà đội anh Giang ấy thì với Vi ấy thì còn hai người, là bây giờ đang nhiều thành viên hơn so với lại hai đội còn lại. Nhưng mà lại là người chỉ mình cái gương này mà bây giờ mình hủy diệt người ta thì mình sống làm sao được. Em ác lắm. Sao anh? Tại sao em lại kêu anh cái gương này? Bây giờ anh phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ. Bây giờ trong đội em muốn anh loại ai? Em nói đi. Chính em là mang tới cái sự này, anh bắt buộc anh phải loại. Chú Giang đi anh. Trời ơi, sao mà em có thể biết nãy này nhường TV được rồi ha. Con gái tôi nguy hiểm rồi. Ráng lên cô gái, ráng lên đi. Mai chú mua cho cái đồng hồ mới nha con. Chú Giang đi anh. Chú Giang cũng mệt rồi, bây giờ đi bộ cũng nhiều rồi. Có tuổi rồi. Cho chú về nghỉ ngơi nhá. Có tuổi rồi. Hai ba cùng nói tên nha. Hai ba. Tiểu. Tiểu. Đừng anh, em là người chỉ anh lên đây mà anh bị gì hả? Thôi anh chọc vậy thôi. Thôi cho anh ra nghỉ ngơi nhá. Dạ. Sẽ hủy diệt. Ủa Trường Giang. Qua đang làm gì chở anh ta? Qua đang làm gì chở anh ta? Anh Giang ơi. Dây đây. Anh Giang ơi. Chú ơi, lên đây có thử thách, đừng anh lên đây. Chú bị thử thách. Anh mệt chưa? Chưa.
chưa? Chưa kìa, người chú dưới kia kêu chưa mệt kìa. Chú ơi, chú phải kêu chú mệt rồi. Chú đi. Chú đi hả? Chú đi đi. Trời ơi, nhìn người anh cặm cụi đi, anh không lỡ luôn á. Chú Giang Nam hồi nãy giờ chú thẳng thờ lắm, không có đi làm gì hết đó. Thế ra ơi, em xin lỗi nhá, xin lỗi vì đã hủy diệt Tiểu Vi nhá. Anh ơi, em là người chỉ anh lên đây mà. Chính em đã tạo điều kiện cho anh trở thành người xấu. Chính em đã tạo điều kiện cho anh trở thành một con người ác. Mà hủy diệt Tiểu Vi nhá. Về nghỉ ngơi em nhá. Tiểu Vi bị loại, xin mời bạn trả lại mảnh ghép. Dạ, cái này là cái gì vậy thầy? Cái này ghép lót. Là may mắn hạnh phúc. Dạ, cái này là nếu mà mình ăn cắp trong chùa. Ăn cắp trong chùa thì nó có may mắn hạnh phúc không thầy? Ý chết rồi, thầy con xin trả lại thầy ơi. Giúp đỡ cho con Thành ơi. Ê, được nè, bún chai này mà cái nắp bên đây rớt. Ngã chai là pháp luật rồi ạ. Nhưng mà bên đây là rớt, bên đây là thần giúp đỡ. Không chấp nhận ạ. Dừng lại. Được mình ghép đây. Mình ghép gì? Chương trình kêu tôi tới đây để lấy mình ghép. Ủa anh được cái gì mà anh lại lấy của tôi? Cha, hồi nãy đi qua không thấy cái đường, sao bây giờ có đường ở đây? Wow. Lê Dương, Bảo Lâm. Trời ơi, thầy, cho con cơ hội làm gì mà tước cướp đi cơ hội của con à? Lê Dương Bảo Lâm, loại.